Tên là Thanh Tịnh, năm nay 28 tuổi và hiện đang công tác ở trong quân đội ạ. Thanh Tịnh hả? Dạ. Nghe chưa nghe cái họ đâu. Dạ họ Hồ. Hồ Thanh Tịnh. Tên rất là Phật pháp ha. Rồi con em. Dạ em chào chị Vân và anh Thuận. Em tên là Kim Sang, hiện tại là tư vấn bán hàng. Năm nay thì em được 18 tuổi 10 năm rồi. À là 28 tuổi. 28 tuổi đó. À, rồi. Ô, để đoán coi, chắc có lẽ là em đi mua, em sau thời gian em đi làm em có tiền và em muốn sắm một chiếc xe hơi và em đi vô Toyota Bến Thành và em gặp cái Kim Sang và hai người làm quen với nhau và sau đó kết thân với nhau và cưới nhau, đúng không? Đó là mô típ trong phim. Đây nó khác. Khác đúng không? Lãng mạn hơn. Ôi, lãng mạn à? Dạ. Vậy kể cho anh nghe cái câu chuyện lãng mạn đó bắt đầu như thế nào? Cô này đi bán đồ ở gần chỗ doanh trại quân đội. Đó, chú bộ đội này đi ra mua đồ, mua cục xà bông, ví dụ vậy. Quen. Bán... Đúng không? Mua đồ. Dạ. Sai luôn. Đúng không? Thôi chị em mình sai chứ. Sai hết luôn. À, sai hết rồi. Bây giờ kể đi. Thì vợ chồng của em là học chung với nhau từ năm cấp 3. Lần đầu tiên gặp nhau thì là năm đó là lớp 11 á. Thì hôm đó là em đứng chờ chạm xe buýt. Thì thấy cô này cũng mặc áo dài xong rồi cũng nhí nha nhí nhố cũng. Hồi đó ốm nhom ốm nhách à. Cứ đứng hồi đó là có cái con nít nó khoái trứng cá anh. Trái trứng cá cứ đứng ở chạm xe buýt rồi nhảy bẻ trứng cá. Cái đi xe buýt chung chạm xong rồi thấy xuống chung chạm luôn, xong rồi vô chung lớp luôn. Ờ trời, vậy là học chung lớp. Nhưng mà câu chuyện của bạn bắt đầu từ trạm xe buýt định mệnh. Ủa như vậy là khi nào thì mới bắt đầu để ý nhau? Lúc đó thì em vô học lớp 11 chung với ảnh, chuyển trường vô chung nửa năm á, thì là em cũng thấy thích. Tại vì giống như là có được xe duyên vậy đó, cái gì cũng có cùng nhau hết á. Diễn văn nghệ thì cũng diễn, sếp em với ảnh diễn chung, đi làm báo tường, đi làm xe diễu hành, tất cả đi hóa là đều gặp nhau. Ảnh có xe đạp, ảnh chở em đi học, từ từ em nảy sinh tình cảm, em thích ảnh trước. Ảnh có thích em không? Dạ lúc đó chưa để ý. Con tại vì lúc đó nó trẻ lắm, hai má hồi con trai em lại để ý một cô bé học lớp 10. À có để ý rồi. Dạ. Sao nay chị chất quốc hết rồi. Cô lớp 10 thấy hay đi chung với vợ em bây giờ nè, thấy cũng hỏi bây giờ mày giờ tao thích nhỏ đó giờ sao mày chỉ tao về chiêu ơi. Thì em cũng hí hửng mua được cái móc chìa khóa mới, thế là cũng ra muốn làm nha. Đó bất ngờ là tháo cái móc chìa khóa cũ của trên xe của người đó đi. Xong rồi gắn cái móc chìa khóa mới của mình vô, mình tưởng vậy là ngon rồi. Ai dè là cái móc chìa khóa cũ đó lại là cái móc chìa khóa mà kỷ niệm của người ta, là bể kèo lớp 10 từ đó. Sau này cưới nhau rồi thì em mới nhiều khi gác tay em chán suy nghĩ, nhiều khi đó là thiết âm mưu, có khi là lúc đó thì em thích mà em tức lắm, là mình thích mà cứ đi hỏi mình để cua người khác không à. Buồn. Bữa sau á cái em không muốn gặp ảnh, bữa đó không đi học, không muốn gặp ảnh nữa. Thì cả ngày em đó em cũng bồn chồn lo lắng chứ, tại vì lúc đó là em cũng thích rồi. Tối đó em quyết định là cúp học thêm luôn, qua nhà coi tình hình làm sao. Cũng chờ một hồi lâu đâu có chịu ra đâu. Thế sau ra thế là em lấy xe đạp chở đi một vòng công viên, thế là tâm trạng tốt lại. Đứng trước nhà cũng nói chuyện hồi lâu cái nói thôi à, chưa à, cũng đi vô, nói chung là quay vô rồi. Thì em mới giống như lúc đó có cái gì mách bảo á, em nắm tay lại đó. Động tác là em áp tay hai tay vô má rồi kéo gần lại cụm đầu vô, tao thích mày. Wow, anh nghiêng đâu mà có đó mà đúng không? À, thấy không, anh nó mồi trước rồi. Mày tao đúng rồi, hồi cấp 3 là toàn mày tao mà. Bây giờ mày tao 3 năm trời luôn vậy. Mày tao, mày tao cảm giác nó mới là nhiều ấy lắm. Rồi em thì sao? Xong rồi em cái... có trả lời rồi không? Trời ơi, em là trả lời nhanh như chớp luôn á, coi như là sợ mất mối. À, sợ mất mối. Coi như là mày bị anh đón nha. Mày nghĩ sao mà tao không thích? Tao cũng thích mày. Trong lúc yêu đương nhau thì chắc là tình cảm rất là đẹp đúng không? Dạ, ảnh cũng lãng mạn lắm. Nói chung quen nhau nhưng mà ảnh học ở trong quân đội á, nên là thời gian gò bó lắm, không được xài điện thoại rồi cũng không có được đi ra ngoài thường xuyên. Cái đợt đó là ảnh đi học
ở ngoài ngoài Bắc á, ngoài Vĩnh Phúc á. Là đợt đó là em đi ra ngoài đó thăm ảnh, bữa đó dẫn đi phố cổ chơi ở ngoài Hà Nội. Mà tật em á là kiểu hay đói bụng là cứ đòi ăn cho bằng được, cứ nhìn thấy bún ốc cũng đòi ăn, rồi thấy xiên nướng này kia, chả cơm, cái gì cũng thích hết chân, mà đòi cái gì anh cũng không cho ăn hết á. Cái em mới nói sao anh mới đi có thời gian mà anh thay đổi quá vậy, đó giờ mình cũng ăn lề đường thôi chứ có gì đâu mà giống như giờ anh làm như là sang chảnh lắm vậy á. Em rưng rưng nước mắt luôn. Xong rồi cái lúc đó ảnh mới nói thôi để anh chở đi đi ăn, chở vô trong cái quán, cái nhà hàng sang trọng lắm. Cái đi lên cái mới thấy một cảnh tượng rất là lãng mạn, là có hoa hồng nè, rồi nến nè, rồi rải hoa hồng thành hình trái tim trên bàn, rồi có bánh kem luôn. Tại vì cái ngày đó là ngày sinh nhật của em luôn, mà cũng ngày 8 tháng 3 nữa. Đó, cho nên là bày ra lãng mạn lắm. Mình đang bực bội, đang buồn lắm, muốn khóc luôn. Tự nhiên cái vô cái thấy vậy, thấy bất ngờ. Cũng muốn khóc mà là khóc vì hạnh phúc. Đó đó là cái điều em mong muốn, nó vỡ hòa hạnh phúc vậy, nó mới hay. Rồi bây giờ mình kể tật xấu đi nghe. Anh ấy có tật xấu gì? Ảnh á là rất là mê đá banh. Dạ, chứ mê coi đá banh mà cũng mê đi đá banh nữa. Mới gần đây thôi, là tuần trước là sinh nhật em, về nhà mở cửa mở không được, thì xong rồi cái là thấy á, là tới khi mở ra thấy cũng tặng bánh kem cho vợ, rồi cũng đang làm gà để nấu cháo gà cho vợ ăn, thấy cũng bất ngờ lắm, rồi cũng đang vui lắm, mà chưa kịp hết bất ngờ nữa là nói anh đi đá banh nha, chút nữa anh về. Xong bỏ lại cho em nguyên bãi chiến trường luôn, là em phải làm tiếp, 9 giờ mấy mới về tới trong khi rồi xong mới ăn uống, lúc đó cũng trễ rồi. Đá banh có mấy tiếng à? Đá banh có tiếng rưỡi à? Làm mấy giờ tới chừng nào? Dạ 7:30 à. Tức là đá đúng cái giờ vàng đó em. Ở lúc mà về ăn sinh nhật là nhằm cái giờ bạc rồi, cái giờ cũng như đồng chì rồi đúng không? Hay là bị xếp sao đó. Thứ hai á là mê game, tối cứ ngủ cứ nghe gì chim sẻ đi nắng, chim sẻ đi nắng vậy đó. Vợ thì không ôm đâu, là ôm cái điện thoại coi game không á. Chim sẻ đi nắng hả? Dạ. Cái game là tên kỳ vậy, cái game tên đàn bà quá vậy. Nó là thần tượng của em anh. Em chơi giải trí thôi chứ cũng không có mê lắm, loại game gì luôn á. Cứ nhằn nhằn vậy chứ em là cũng làm đâu đó, là lên giường là cũng đấm lưng đấm chân xong rồi em mới dám coi chứ, mà em coi cái đó kể gì đâu mà không kể đúng kể không á, kể mà kể cho chính xác không có đủ. Với lại hay nhăn em lắm, mỗi lần đi đâu ra đường cái là hả nhăn, cứ đi đâu làm gì cái cũng nhăn nhăn em chân. Nhất là có lý do hết anh, vợ em thì được cái là làm cái gì cũng kỹ. Hên hôm nay là trang điểm đám cưới có cái anh kia anh trang điểm cho, chứ không thôi giờ không biết rồi, bắt đầu được chương trình chưa. Đám cưới lúc nào em cũng tính trước rồi, là em trang điểm ví dụ 5 giờ đám cưới là 2 giờ kêu em trang điểm đi, là đầu tư cho đi xăm chân mày xăm môi cho nhanh nữa. Nhưng mà cái này không rồi, lỗ hàng của tám em đó đụng thùng. Nói chung là cũng quăng theo thứ tự, là cũng không có đến nỗi mà xách dép vô quăng trên giường, là cũng quăng dép ở dưới nền nhà, xong rồi cởi vớ, là đi tới đâu là quăng vớ, xong rồi vô trong rồi váy, xong rồi áo. Anh giờ cũng có thấy... hơn gì đâu, anh lười tắm hơn gì nữa. Đó, bắt đầu cởi. Không, hay chưa, hay chưa. Trời, quân đội mà sao lười tắm được, ngày nào mới tắm. Là... Có chậm trễ trong việc tắm thôi. Rồi em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Với mấy cái tật đó thì coi như là giờ ít đi chơi game với lại đá banh, lại dành thời gian cho em nhiều hơn. Còn em? Vợ em yên tâm về em lắm, tin tưởng ở trong cái đó rồi thì còn cái gì đúng rồi ra ngoài được đâu. Có nghĩa là chồng sẽ ghen vợ hơn đúng không? Dạ. Chấp dạ. nhận làm vợ của một người lính rồi. Dạ. Thì hả, thời bình thiệt hay thời chiến gì cũng vậy đó. Dạ. Em phải chấp nhận cái đặc thù công việc của ảnh ra, là lúc nào mà bạn này bạn được nghỉ ngơi, bạn về nhà đó thì cố gắng sao mà chiều chuộng bạn một chút đó. Đó, còn bạn này cũng phải tranh thủ đó, về được ngày nào thì lo mà ôm ấp vợ đồ. Dạ. Và chúc cho hai vợ chồng em trong năm nay sẽ có một con chó vàng xuất hiện trong gia đình của mình, đến với gia đình của mình. Dạ, em tên là Tăng Anh Huy, em năm nay 30 tuổi. Thì hiện tại em đang là nhân viên văn phòng, nghề nghiệp là IT. Em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn luôn. Dạ. Mà em? Dạ, em là Quách Vĩnh Trang, năm nay em 29 tuổi. Dạ, em lúc trước thì em có đi làm kế toán, nhưng mà hiện giờ thì em ở nhà nội trợ. Người em cưới nhau bao lâu rồi? Dạ, tụi em cưới nhau khoảng 1 năm 6 tháng rồi. Có em bé chưa? Dạ chưa. Chưa. Thôi, hai em kể cho anh nghe là chuyện tình hai em bắt đầu như thế nào? Thì nguồn gốc là vợ em trước đây là bạn của bồ cũ em. Hấp dẫn rồi nghe. Chia tay rồi thì cũng làm bạn bình thường thôi, em cũng không có kêu làm mai mối gì cho em hết.
Rồi không biết quật cổ em với cô này nói làm sao, rồi quyết định là may em cho bà xã em. Là cô bồ cũ em làm may luôn. Dạ. Tại vì lúc đó là em chia tay bạn trai cũ rồi. Rồi bạn bạn này thấy là em có một mình á, đi về một mình á buồn, rồi bạn này mới nói là giới thiệu chồng em cho em. Nhưng mà lúc đó là chỉ gửi hình qua, rồi em với chồng em cũng có chat ở trên Facebook thôi. Thì Tết đó em về quê xong rồi em quay lên á thì nó mới điện, nó nói là nó có hẹn với anh này rồi. Nó sắp xếp xong hết rồi, hẹn nhau đi trà sữa. Em nói trời sao hẹn không hỏi em gì hết trơn. Nó nói xong hết rồi, người ta đồng ý giờ là đi thôi. Trời sao bạn em nhiệt tình dễ sợ luôn á. Không, lúc mà gặp nhau thì dạ không có ấn tượng tốt. Tại vì lúc mà gửi hình qua thì thấy ảnh mập hơn. Với lại tấm hình là ảnh không có cười, cười mỉm thôi. Mà lúc em gặp ảnh ở ngoài thấy ảnh ốm quá. Mà xong cười ra thấy gần anh sống. Vậy còn em Quý, gặp cô này thì sao? Thì bữa đó là ở quán trà sữa, em ngồi, em tới trước, em ngồi đợi. Thì ấn tượng của em cô này bước vô đầu tiên là cũng không có ấn tượng tốt luôn. Tại sao vậy? Tại vì cái mẫu người em thích đó là cái mẫu người con gái truyền thống. Không có để móng tay là cắt ngắn, rồi không có sơn đồ, rồi tóc là để tóc đen, tóc dài. Bữa đó bước vô một cái nguyên cái đầu vàng khè. Tới lúc tính tiền là lúc đó là anh này tới trước, thì ảnh kêu đồ ăn sáng để anh ăn, xong rồi ba đứa bạn tới sau thì mỗi đứa đi trà sữa với ảnh đi trà sữa nữa, xong rồi ngồi một chút xíu thì ảnh đòi về. Đã em không có ấn tượng tốt rồi mà mới ngồi chút xíu với ảnh đòi về, cái ảnh mới kêu người ta tới tính tiền. Thì khi mà cái bạn đó tới tính thì em nói thôi, em lịch sự em nói thôi để em trả cho. Cái xong cái ảnh nghe vậy ảnh để em trả luôn. Cái lúc xong về thì em có hẹn nhỏ bạn ra gặp, em nói kèo này thấy bộ không thơm. Thấy không được rồi, tao thấy từ tướng cũng không được, mà tao thấy đi lần đầu tiên mà để tao trả là tao thấy không ổn, mà trong khi ổng ăn nhiều hơn người ta nữa. Ủa em nghĩ sao em để cho bé này trả tiền hay vậy? Dạ, tại vì lúc đó là em mới tốt nghiệp đại học ra, thời đó là em học trong trường em hiền lắm, không có kinh nghiệm yêu đương gì nhiều. Nên là thật tình là nói sao nghe vậy thôi. Bữa mà nói thầy cho bạn này trả, cái em nói thôi để em trả rồi, cho bạn này nó thôi để này trả thì vậy thôi, trả luôn. Đó, người thật tình mà. Đây, thì em nghĩ là tại chắc không phải gặp lần đầu với đâu, còn bị mấy lần nữa thì lần này mình trả, lần sau mình trả lại. Rồi đến lúc nào thì hai bạn mới kết nha? Em thì em học IT, em biết sửa máy tính. Còn cô này thì học kế toán, không biết gì về máy tính hết. Mà máy tính nhà cô này thì hư lên hư xuống hoài. Rồi có một bữa là làm bài kiểm tra hay luận văn gì đó, là cần gấp máy tính mà lúc đêm đó máy tính hư. Rồi kêu em chạy qua sửa luôn. Rồi sau đó là sửa nhiều lần lắm đúng không? Dạ, nó cứ hư hoài. Nói chung hai đứa cũng phải cảm ơn cái máy tính. Là quen nhau yêu nhau được là cái máy tính. Là máy tính. Ai là người tỏ tình? Ổng là người tỏ tình. Em tỏ tình sao? Nhìn em chắc nghĩ em lãng mạn lắm đúng không? Thì bữa đó cũng như bữa bình thường thôi, là em vô công viên thôi. Rồi cái em tỏ tình trong công viên luôn. Em dắt vô em nói em làm bạn gái anh nha. Rồi xong. Đang nhận được cái lời tỏ tình đó làm sao? Em bị sốc. Tại em thấy tỏ tình gì mà không có hoa, cũng không có quà, không có gì hết, mà cũng không có sự chuẩn bị gì hết. Giống như vô cái hứng là nóng nói hay sao. Rồi xong sao em cũng chấp nhận. Rồi ba mẹ em gặp anh này á là có ưng liền không? Dạ có ưng. Thì sau đó mấy tháng là Tết á, thì em mới mời ảnh là với lại xin ba má với là cho dẫn ảnh về quê. Em là người ở Sóc Trăng á. Từ đây xuống đó thì cũng xa. Mà ảnh thì là con một, mẹ cưng dữ lắm. Cho nên hôm bữa xuống á là mẹ bao nguyên cái xe 16 chỗ cho mình ổng đi xuống. Tới lúc ổng xuống ai cũng ra nhìn hết trơn. Giống như chuyện lạ vậy, có mình ổng bước xuống xe mà nguyên cái xe 16 chỗ. Về dưới ba mẹ nhìn ảnh sao? Lần đầu á là mẹ em á nói thì thấy ổng hiền, nhưng mà mẹ em kêu ra nó nhỏ hỏi thằng này nó có bê đê không, sao tao thấy nó ốm vậy. Em nói không, tại vì ổng ốm vậy thôi, nhưng mà ổng không có phải là ổng men lắm. Dạ. Rồi sau đó thì bao lâu tụi em mới đám cưới? Thì quen nhau là khoảng 6-7 năm gì đó. Rồi sau đó tụi em mới đám cưới với nhau. Thì trong cái lần 6 năm đó cũng gây lộn. Gây nhau rồi qua lại rồi cũng chia tay 3-4 đợt vậy. Chia tay gì mà 3-4 lần dữ vậy trời. Quen với ảnh chán lắm chị. Sao vậy? 7 năm quen nhau luôn, ảnh không
ảnh tặng cho em chỉ duy nhất có một cây bông hồng thôi. Mà lần đó là em bức xúc quá, em kêu quá, em nói là ngày mai qua phải có cái bông hồng cho em thì em mới đi chơi, không thôi em không đi chơi. Rồi có một lần đó là đi tắt tháng 3, ảnh qua, ảnh đi tay không vậy qua, em thấy cũng hơi buồn. Cái chở nhau đi chơi, cái em thấy ngoài đường người ta bán bông quá trời luôn. Cái em thấy ảnh chạy gần vô đó, em tưởng ảnh mua. Ảnh chạy vô, ảnh chỉ với em, ảnh nói trời, bữa nay 8 tháng 3 người ta bán quà quá trời luôn. Tại sao vậy Huy? Dạ tại hồi đó giờ chưa bao giờ mua bông tặng ai bao giờ hết. Bởi vì có cảm giác mình vô, tự nhiên đang chở bộ phía sau mà vô mua bông cái cầm tặng liền, thấy kỳ kỳ sao. Tới nỗi hồi lúc mà cái nụ hôn đầu á là dạ em chủ động. Tới lúc hôn là em phải chỉ cho ảnh là mấy ngày sau anh mới hôn được chứ ảnh. Giờ thành thạo chưa Quý? Dạ đỡ. Giờ thành thạo chưa? Giờ đỡ, mới đỡ thôi à, chứ chưa có thành thạo. Rồi á, nói nghe nè, rồi em chỉ cho cách hôn, rồi tới lúc mà cưới ổng rồi đêm tân hôn rồi ai chỉ cho ai? Đêm tân hôn nó cũng chạy chặt, nó cũng chạy chặt quá hả? Kể luôn đi. Trước đó là tưởng đêm tân hôn là như bình thường như người ta, mà dạ em là đó giờ chưa có biết gì về mấy cái đó. Trước cưới hay có cái tâm lý sợ, rồi bắt đầu đi hỏi mấy đứa mà bạn mà cưới rồi á, hỏi nó đêm đầu sao, tụi nó mô tả cái gì mà giờ căng thẳng lắm. Rồi bữa đó em vừa đụng vô người cái là la, đụng là la. Em mới để cho biết bạn em nó nói cái gì mà em lại sợ vậy? Thứ nhất là do ở dưới quê á, người ta còn phong kiến lắm nên mẹ cũng không có dạy nhiều về cái chuyện này cho biết nữa, thì chỉ biết là đi hỏi mấy đứa bạn thôi. Rồi mấy đứa kia thì nó nói này nói kia, nói đau nói gì nghe sợ. Rồi thêm chồng em thì hồi đó giờ cũng chưa có kinh nghiệm nữa. Rồi mới chập vụ chuyện bài tới đúng một tuần sau. Một tuần sau là mọi thứ mới ổn. Rồi bây giờ cưới ra về năm mấy rồi đó, thấy chồng em hiền quá, với ngay ti nữa. Có tật xấu chắc là ít lắm đúng không? Chỉ có mỗi cái là mê chơi game cực kỳ. Đám cưới xong á thì về dọn nhà em thấy xong mấy cái thùng, mấy cái hộp á mới quá, hỏi ra thì mới biết là trước khi cưới đó tiền dành dụm bao nhiêu á hắn ta đem đi nâng cấp máy tính hết. Tại vì hắn ta biết á là vợ cay quá là về là không có thể nào nâng được, cho nên là bao nhiêu tiền đem đi nâng hết. Vậy thôi đó hả, không có cái tập gì xấu. Ổng tắm lâu, mỗi lần ổng tắm là khoảng 30 phút. Đầu tiên ổng về quê em lần đó đó là ổng tắm 30 phút mới xong. Mà ở dưới quê á, mỗi nhà chỉ có một cái toilet thôi. Mà toilet nhà em là vừa phòng tắm, phòng vệ sinh chung luôn. Ổng cứ tắm vậy rồi ngoài nhà em cứ đứng xếp hàng ở ngoài đợi. Ba em mới nói, mai mốt nó về làm gã nhà này á thì cất cho nó cái toilet riêng. Ai mà bắt cầu đợi nó xong chắc đi ra quần. Tới giờ anh cũng còn tắm lâu vậy á. Sao vậy? Dạ tại vì cái tật em tắm á là lúc mà Hoa sữa tắm lên á, sữa tắm giỏ nước xong nó còn cái nhớt nhớt lại, không có chịu được. Dạ, em có cảm giác như là nó chưa sạch á, em ngồi em chà hoài. Rồi vậy tật xấu của vợ anh sao? Dạ em thì dễ thương, cái gì cũng được hết. Có cái là hay tính toán chi ly tiền bạc lắm. Rồi hay có cái tật là kêu đồ ăn ra rồi tính lúc người ta tính tiền so tiền ở trên này với tiền dưới quê. Kêu tô bún bò ra là tính coi cái này bún nhiêu tiền, thật nhiêu tiền rồi nữa. Rồi tính tiền vốn gì, người ta lời, trời tao lời được quá trời luôn. Thôi trời ơi, lần sau không ăn nữa thôi, lần sau mua thịt đồ về mình tự nấu. Rồi còn chuyện gì nữa không? Về tiền bạc là quản lý chi li lắm, với lại mua đồ á là chỉ mua số lượng thôi chứ không cần chất lượng. Ví dụ như là mua nhà tính bàn bạc mua cái máy lạnh đi, là mua cái máy nào miễn nó ra hơi lạnh là được. Rồi thế mong muốn Trang thay đổi điều gì Huy? Mong muốn vợ là tiêu xài thoải mái hơn xíu nữa, tại vì cái mức sống trên này nó không có giống dưới quê, nên nó cái nào mình chấp nhận được thì mình cứ chấp nhận thôi. Với lại thoải mái với em xíu, đừng có giận hờn vu vơ nhiều quá. Cái gì có gì không vừa ý thì cứ góp ý thẳng thắn, hai vợ chồng nói nhau thì sửa chứ không có gì. Hay có giận là cái im re quay mặt vô tường ngủ rồi, em không biết, nhiều khi em không biết tại sao em bị giận luôn. Em chỉ mong muốn là ổng lười làm việc nhà lắm, ổng siêng làm việc nhà chút xíu, với lại ổng không có thích vô bếp. Mà em hỏi lỡ như mai mốt em bệnh hay gì rồi sao, ổng nói bệnh thì nấu mì gói cho ăn. Em nói trời, đang bệnh mà nấu mì gói cho ăn chắc bệnh thêm.
Ông nói không may ra cháu cây thị mua cháu cho. Còn game thì không cần bớt chơi, tại vì giờ em cấm em không cho chơi nữa. Tiếc luôn nè, rất giận hờn vu vơ là những cái lúc mà tự nhiên nhớ chực tới cái chuyện làm biếng, làm việc nhà, làm biếng nấu đúng không? Lỡ mình dạ. bệnh hay lỡ mốt mình sanh mình đẻ rồi lúc đó ai nấu cho mình đúng không? Chứ dạ. đâu phải là vu vơ giận phải có cớ chứ. Bữa ta khùng hay sao tự nhiên giận vu vơ. Chỉ có điều là em không chịu nói thôi đúng không? Dạ. Mà bạn này thì không có khả năng mà suy đoán được là lý do tại sao em giận. Thành ra là em nói đi chứ em đừng có để bạn đoán chi cho mệt. Hai cơ nha. Dạ. Ok. Em có nói gì không? Dạ. Em nghĩ là chắc anh ấy thích mình. Rồi là tiếng Đức là ấy dạ, dạ. Rồi anh thì nghĩ là chắc cái cô này cũng thích mình. Vậy là trong sân khấu của mình là cái ngôn, cái từ của đội chuyên môn gọi là đập bằng trong tình yêu. Tự nói trong ấp, trong não mình vậy đó. Ừ. Có nghĩa là em đã có anh cũng được bên đây. Rồi, như vậy là thôi lấy cái cục tóc và cái ngày đó là cái ngày hai đứa quen nhau, hiểu không? Và sau khi quen nhau thì nó có những cái sự cảm động như thế thôi, nó có những cái quen lại hai người phải xa nhau, những cái khó khăn lắm, những cái khó khăn thì cũng bình thường là lúc quen thì không có cho nhà biết, sao vậy? Dữ dội luôn chị, bình địa luôn. À, khi mà đến bao lâu thì mày biết thì đó. Biết á thì là ngăn cản gì vậy? Biết thì quen thì giấu, nhưng mà tới cưới thì phải nói rồi, chứ không nói không được đâu, không giữ được. Thì tới lúc mà bạn cảnh nhận được cái học bổng của chính phủ 2 năm để đi du học. Là cảm thấy trong thời gian 2 năm với nhau là bạn cũng muốn học. Lúc đó là sang học bổng. Học sang học bổng cái gì? Dạ. Có nghĩa đến lúc mà cảnh nhận được học bổng với Út là gia đình em rồi, chưa biết. Dạ, anh chưa biết. Dạ, chưa biết khi mà cưới á. Khi cưới rồi, khi mà bắt đầu bạn nói với em đám cưới á. Thì cô không có chuẩn bị gì hết. Bạn nói là đám cưới vậy thôi. Mình cũng đó. Mình cũng hơi bất ngờ á. Tự nhiên cái cưới nhà chưa biết gì chưa, mà cưới gì mình cũng hơi. Rồi xong nói đúng không? Dạ, nói với mẹ xong là cũng bằng mặt nói trước đó thì bạn cảnh cũng có sức chơi, nhưng mà cũng nghĩ là cũng thường thôi, là bạn thôi. Rồi xong là cái khi mà em nói thì mẹ lý do gì mẹ sợ mình khổ. Hay là dạ đám cưới rồi mới đi, đó, em đi theo luôn. Ồ,
rồi, phải đi theo chứ. Tức là sau khi gia đình em đã đồng ý cảnh đầu là hai đứa bắt đầu cưới. Đúng chưa? Cưới xong bao lâu thì cảnh mới cưới? Cưới xong rồi. Hai, hai năm. Rồi là hai đứa cùng đi. Dạ. Rồi hai đứa cùng ở bên Phúc, bên Phúc Tho thế nào? Dạ là hai năm. Còn trong thời gian đó có những chuyện gì mà bị đổ đi buồn hay ổn gì không? Có gì vui vui không? Chắc chắn là sẽ khó khăn trong thời gian đầu. Cũng có. Em nói là em rất là thích cái máy đó thì ở Việt Nam
thì em thấy là sự rất là ý nghĩa, không vấn đề phải là thương con mà là một con người rất là sâu sắc. Đúng tại rồi. Vì sao mình đã học thì mình phải có một cái gì để cho vợ mình đó, để mà lấp cái khoảng trống mà khi mà mình phải làm không lo được cho vợ, đúng không cả? Yeah. Em cực kỳ sâu sắc. Ừ. Tại sao không muốn cái hộp xoàn, đúng không? Của đã mấy bạn gái bạn đặt cái hộp xoàn, tại sao không mua hộp xoàn nó đeo ngồi ngắm rồi làm gì, mỗi từ sáng đến chiều ngồi ngắm hộp xoàn không? Yeah. Mua cái chụp ảnh để cho em phải kiếm tâm đó. Đó. Thì nói cảm ơn. Rất là hiểu. Nghe, không giờ mình đến phần kia. Phần kia đi. Đến cái phần mà khui tật xấu. Đúng rồi. À, cái này ở cái chương trình kia nó có đâu. Nghe. Đó là đặc sản của giờ mình không. Nghe. Nãy giờ cả tim re. Đó, cả tim re. Bây giờ để cảnh giới trước nghe. Đó, bao nhiêu lâu năm ở đây. Cô nghe. Dạ. Thấy không? Bây giờ là hai vợ chồng có một cháu. Cái đấy hả? Oh, rất là không có gì sáng suốt và rất là nhanh. Đưa về đặt ở nhà. Đang đợi mẹ ở nhà của người quen. Đi hả? Dạ, ở lên đây không? Dạ, lên đây. Đó, đó thôi giờ cảnh. Dạ. Em cảm nhận về cái là xấu của nghe. Đó là. Dạ, xét về tổng thể thì vợ em là tuyệt vời. Nhưng mà tổng thể. Nhưng mà thì tuyệt vời hơn nữa. Cái là là em nói về em là em quay lại chúng mình sống nhiều hơn thì anh cũng nghe được thì cái thích thích kiểu chăm sóc bản thân mình nhiều. Cái thứ hai nữa là bạn chồng này tức là bạn nên chồng là chồng em bạn thì bạn ấy cũng nhanh tóc người rất là nhanh nhẹn làm gọn gàng và cái việc mà mình cần điều chỉnh là chồng lại để trong chung chung hơn đó. Ví dụ như thỉnh thoảng cũng mang giữ cái này kia cái này đó, bộ quá chứ này chứ kia hoặc là mang quên đồ đó. Ví dụ như chương trình này là em có tham gia chương trình này chúng tôi nhớ được kêu mang hai bộ đồ bỏ bộ.